Cô chào mừng các con đã quay trở lại vì khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn dựa trên bộ sách cánh siêu. Ở các bài học trước, cô đã giới thiệu với các con về các phép tính bao gồm cộng, trừ và nhân trong phạm vi 100.000 rồi. Trong bài này, cô cho mình sẽ tìm hiểu về phép tính còn lại, đó là phép chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động. các con quan sát hình ảnh trang trại táo. Bài toán đặt ra cho chúng mình như sau. Trang trại có 3.936 quả táo cung cấp cho 3 siêu thị lớn. Điều này có nghĩa là chia đều số táo đó cho 3 siêu thị. Vậy thì muốn biết mỗi siêu thị sẽ được cung cấp bao nhiêu quả táo, các con cần thực hiện phép tính gì? À đúng rồi, chúng mình cần tính chia, cụ thể là lấy 3.936 chia 3. Phép chia này được thực hiện như thế nào, cô cho mình sẽ tìm hiểu phần kiến thức mới. Ta cần tính 3936 chia 3. Chúng mình cũng đặt tính như thông thường, số bị chia, số chia và dấu gạch. Sau đó ta lần lượt chia từ trái qua phải. 3 chia 3 bằng 1, viết 1. Nhân ngược trở lại, 1 x 3 bằng 3, 3 x 3 bằng 0. Xong lượt chia thứ nhất tiếp tục hạ 9, 9 chia 3 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9, 9 x 9 bằng 0. Hạ 3, 3 chia 3 bằng 1, viết 1. 1 x 3 bằng 3 và 3 x 3 bằng 0. Tiếp tục hạ 6, 6 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6 và 6 x 6 bằng 0. Như vậy, ta đã kết thúc lượt chia cuối cùng, đồng thời có kết quả 3936 chia 3 thì bằng 1312. Chúng mình thấy phép chia này được thực hiện thông qua 4 lượt chia và các lượt chia đều là chia hết. Ngoài trường hợp chia hết này thì chúng ta cũng sẽ có những phép chia có dư. Thế thì ngay bây giờ để giúp các con rèn luyện thêm kỹ năng chia cho số có một chữ số, cô cho mình cùng làm phần luyện tập. Bài đầu tiên tính các phép chia sau. Ở đây quan sát thấy các phép chia đã được đặt tính rồi. Vì vậy là chúng mình chỉ cần tính nữa thôi. Cô lấy ví dụ 4862 chia 2. Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải theo 4 bước. Chia, nhân, trừ và hạ. Ta có 4 chia 2 bằng 2. 2 x 2 bằng 4 và 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 8

Tương tự như vừa rồi, các con hãy thực hiện hai phép chia còn lại. Cô khen các con, với phép chia thứ hai, 9.639 chia 3. Ta lấy 9 chia 3 bằng 3, 3 x 3 bằng 9 và 9 chia 9 bằng 0. Hạ 6, 6 chia 3 bằng 2, 2 x 3 bằng 6, 6 chia 6 bằng 0. Hạ 3, 3 chia 3 bằng 1, 1 x 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 0. Và cuối cùng hạ 9 9 chia 3 bằng 3 3 nhân 3 bằng 9 9 chữ 9 bằng 0 Hay là với phép chia cuối cùng Thực hiện tương tự như hai phép chia vừa rồi Ta có kết quả 48.488 chia 4 Bằng 12.122 ở bài 1 này, cả 3 phép chia đều là các phép chia hết. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện một số phép chia có dư thông qua bài tập thứ 2. Câu 2A, tính rồi nêu thương và số dư trong mỗi phép chia sau. Có lấy ví dụ, 425 chia 2, chúng ta chia như thông thường, lấy 4 chia 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, hạ 2. 2 chia 2 bằng 1, 1 x 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, hạ 5. 5 chia 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Chúng ta kết thúc phép chia ở đây. Vậy kết quả nhận được sẽ là 425 chia 2. Được thương là 212 và số dư là 1. Hoàn toàn tương tự như vừa rồi. Các con hãy tính và nêu thương và số dư trong phép chia còn lại. À đúng rồi. Chúng mình thực hiện phép chia thì được kết quả là 55558 chia 5 được 11.111 và dư 3. Vậy thương là 11.111 và số dư là 3. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 2B, thực hiện các phép chia rồi thử lại theo mẫu. Cô có phần mẫu như sau, phép chia 935 chia 3 bằng bao nhiêu? Đầu tiên ta thực hiện phép chia, đặt tính rồi tính như thông thường. Lấy 9 chia 3 bằng 3, 3 x 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, hạ 3. 3 chia 3 bằng 1, 1 x 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, hạ 5. 5 chia 3 bằng 1, 1 x 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2. Chúng ta kết thúc phép chia ở đây. Đến đây các con cho cô biết thương và số dư của phép chia này là bao nhiêu? À đúng rồi. 935 chia 3 được thương bằng 311 và dư 2. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bước thứ hai đó là bước thử lại. Khi thử lại, ta lấy thương nhân với số chia, có nghĩa là lấy 311 nhân với 3. Cách thực hiện phép nhân thì chúng ta đã được học ở các bài trước rồi đúng không nào? 3 x 1 bằng 3, 3 x 1 bằng 3 và 3 x 3 bằng 9, viết 9. Vậy là 311 x 3 bằng 933. Tiếp theo lấy tích vừa nhận được cộng với số dư chính là cộng với 2. Chúng ta đặt tính cộng như thế này. 3 cộng 2 bằng 5. Hạ 3 và hạ 9. Kết quả cuối cùng được 935. Đó chính là số bị chia. Điều này có nghĩa là chúng mình thực hiện phép chia này rất chính xác rồi. Như vậy là sau khi thực hiện phép chia, muốn biết chúng mình chia đúng chưa, ta có thể thử lại theo cách đó là lấy thương nhân với số chia, sau đó cộng với số dư. Nếu được kết quả chính là số bị chia ban đầu thì có nghĩa là ta thực hiện phép chia đúng rồi. Còn nếu kết quả khác với số bị chia thì có nghĩa là chúng mình thực hiện phép chia sai. Bây giờ dựa vào phần mẫu cô vừa hướng dẫn. Các con hãy thực hiện phép chia sau rồi thử lại. Cô khen các con rất giỏi. Như vậy là qua hai bài tập vừa rồi, các con đã thực hiện được một số phép chia hết hay là phép chia có dư. Ngoài ra, chúng ta cũng biết cách thử lại để xem ta thực hiện phép chia đó đúng chưa. Và bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau làm bài tập vận dụng. Bài toán như sau, có 930 g đỗ xanh chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi đỗ xanh như thế cân nặng bao nhiêu gam? Các con hãy đọc thật kỹ đề bài và đưa ra lời giải cho bài toán này. Hoàn toàn chính xác, ta có mỗi túi đỗ xanh như thế cân nặng số gam là Lấy tổng số đỗ xanh chia cho tổng số túi có nghĩa là lấy 930 chia 3 cho kết quả 310 với đơn vị là gam. Như vậy ta kết luận được mỗi túi độ xanh như thế cân nặng 310 gram. Vậy là trong bài ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các con thực hiện phép tính chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000 rồi. Sau khi xem xong bài giảng thì chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố thêm kiến thức. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.